Đổi thời nay xin chào tất cả mọi người. Mọi người yêu quý kênh thì hãy like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào mọi người nha. Hôm nay có bác ở gần đây, bác vào động viên anh em đang học ở thao trường. Ngày xưa là bác cũng đi bộ đội. Hôm nay thấy anh em học ở rèn luyện ở thao trường, bác ra gửi một số lời động viên với các đồng chí tân binh. Đúng rồi. Mới. Chào. Xin lời chào. Các bác, nói chung là bác cũng sáng ra cùng làm mấy quốc triều rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tinh thần về người lính năm xưa thì vẫn đang còn mãi trong bác. Ngày xưa là bác đi lính đỏ đúng không? Đúng. Đắc bông nha. Xe 2. Xe 2. Đắc bông xe 2 đấy. Gia súc. Bác đi là năm bao nhiêu bác? Sinh năm 73-21 kìa. 73. Lút lụt. Rồi ngày xưa thì khổ hơn các thanh niên đi nghiệp vụ bây giờ. Máy đời lột lột, tật đánh ngoài 400 người. Qua thành phố Hồ Chí Minh là những người đã là những người đã trải qua môi trường quân ngũ thì rất là quý giá những cái thời ngày xưa. Qua bốn hồ chạy hết. Làm người lính Cụ Hồ. Vượt qua sông gió, lũ lụt này kia một bơi ra chạy thẳng. Đó, xong mấy con cũng bơi ra luôn. Nước sông làm gì bay ra leo ngoài ở Campuchia vượt qua cá trâu bò bay con gì ấy nếu mà ý mưa là khoảng cá sấu ngày bay xưa cơ. Ngày xưa có đấy. Hết cỡ luôn. Thời xưa vừa là cá sấu ngày xưa vào nhảy rừng là cá sấu rồi báo nhảy trên nó con rồng con gì bay con khỉ ngày xưa là khỉ tinh tinh khỉ ngày xưa rừng mình là con khỉ mà cái lụt qua cái mẹ bay luôn da leo có biết da leo lớn giống hơn nước sông rồi vượt hết con rau mẹ lấy dây một cột chỗ này nha bắt đầu đập hết cho nó xuống quả hết sông gió bay hết ơi. Đó. Bác miêu tả là ngày xưa thời không có nước uống, bác đi lính ói chạy máu mũi thật súng này mà có phải nhỏ lớn đeo một mốt xe thế này ngầm nha phải trống đằng sau có chân lửa khó cái này phải có nước uống trực tiếp hay là đá nó gì nó chanh nếu ít thôi là cái này chạy máu mũi thì sạch chạy máu tại vì nó to quá ngầm cái đó phải giữ cẩn thận 100% luôn đấy đó vậy đó là lời động viên động viên dạ. Anh em đồng đội nha bài hết là giúp anh em thôi cảm ơn anh em cán bộ anh em chào chị sĩ bộ đội cảm ơn bác nhá Bộ đội Cụ Hồ luôn giản dị dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội Cụ Hồ đâu giá trị gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan, dũng cảm và quyết trí. Trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương quân đội Việt Nam tấm gương của người học người vì dân quên đi bản thân mình lời người năm xưa có dân là có tất cả vì dân có khăn gì cũng vượt qua bộ đội Cụ Hồ
qua bao cuộc biến dâu, luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây. Học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp. Quân đội cứu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Nói quá. Nói đi em nhiều quá. Đi em. Chia ra tao cầm một ít.
Đời mình là một khúc quân hành, hai ba. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta ca vang chiến quân này, lưỡi lưỡi chiến chiến đấu đấu chiến đấu đấu đều che. Mãi lòng chúng ta cảm ơn bài ca người lính, mãi lòng chúng ta vẫn là khúc quân hành ca. Lương cao về chiến tranh coi lửa đã không còn, có một nghề được gọi là lương cao trong thời bình, nghề lính rất cao sang, có phải lính thời nay chẳng sương gió không có đơn đau, không phải hy sinh tổ quốc ơi, chúng tôi đang thầm lặng hiến thanh xuân cho chiến đấu, chọn đời cống hiến, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đớn đau, không phải hy sinh. Tổ quốc ơi, chúng tôi luôn thầm lặng, hiến thanh xuân cho đất nước thanh bình. Thời chiến hay thời bình, người chiến sĩ vẫn dạn dày sương gió, vẫn chịu nhiều gian khổ, thậm chí hy sinh. Tháng 10 năm 2020, 13 đồng chí, trong đó có 11 cán bộ quân đội đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các công nhân tại công trình thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các anh như những ánh sao tỏa sáng trong đêm đen mưa lũ, không kể đêm tối, bất chấp gió mưa, khó khăn bủa vây, hiểm nguy rình rập, bởi trong tim là mệnh lệnh không lời, còn phía trước là nhân dân. Các anh đã vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Trước thử thách Covid-19, bộ đội Cụ Hồ luôn đi đầu trong cuộc chiến không tiếng súng. Bộ đội dựng lán ngủ rừng, nhường doanh trại cho người dân cách ly, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho nhân dân như người thân trong gia đình, sát cánh với các địa phương phòng chống dịch. Cán bộ chiến sĩ vì nhiệm vụ chung phải gác lại những nỗi niềm riêng, niềm vui riêng và cả nỗi đau riêng. Là hạnh phúc lứa đôi phải gác lại chờ ngày chung vui, là nỗi đau cha mẹ người thân qua đời không thể về làm tròn chữ hiếu. Khi
Tổ quốc cần, nhân dân cần, bộ đội Cụ Hồ đều có mặt trong bất luận hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu. Chính vì vậy, đừng vô tâm khi so sánh bộ đội với bất cứ ngành nghề nào. Nếu đây là một nghề lương cao hay cao sang, các bạn trẻ hãy đăng ký thi vào các trường quân đội. Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chào đón những ai đủ đức, đủ tài để phục vụ Tổ quốc, phục sự nhân dân. Trên núi rừng biên cương đến nơi đào xa. Làm quê non nước mình, tình quê hương vút thành thành âm khúc quân hành ca. Trên núi rừng biên cương đến nơi đào xa. Cụ Hồ luôn dàn dì dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội Cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan, dũng cảm và quyết chí. Trước mặt quân thù không hề biết chôn chân. Luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm, tự hào cháu con của người là người bộ đội, nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho,
tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí. Thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân quên đi bản thân mình. Lời người năm xưa có dân là có tất cả, tất cả vì dân khó khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội Cụ Hồ qua bao cuộc biến dâu luôn mang trên vai nghĩa vụ bác giao lại đây. Học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Mọi người yêu ký kênh thì hãy like và subscribe cho kênh nhé.